Đây là ngón chân của một con vọc bị trật khớp và bây giờ Tuyên sẽ hướng dẫn các bạn điều trị gãy xương hoặc trật khớp xương cho loài vọc nhé. Trường hợp này, ngay cả bác sĩ thú y cũng bó tay vì đây là loài vật quý hiếm, không bác sĩ nào dám giúp, sợ bị liên lụy. Và không phải ai cũng có kinh nghiệm để cứu chữa, chỉ có Tuyên có nhiều năm nghiên cứu, giúp đỡ và am hiểu loài vật nên Tuyên biết cách cứu cho nó thôi. Cứ nhìn thấy cảnh các loài vật bị con người làm khổ là Tuyên quyết định chia sẻ mặc kệ rủi ro. Miễn các bạn xem được clip này là đã có cơ hội cứu chữa cho động vật đúng cách. Và Tuyên chỉ là người giải cứu động vật để bảo tồn thiên nhiên cho Việt Nam. Nhưng tại sao Tuyên lại bị chính quyền hăm dọa, nuôi thú quý hiếm là bị bắt nhốt? Chẳng lẽ mọi người không muốn Tuyên cứu động vật và để chúng bị bắt bán sang Trung Quốc hết sao? Theo bạn Tuyên làm đúng hay sai? Không ai cứu loài vọc, Tuyên phải tốn rất nhiều tiền cứu chúng rồi thả lên bán đảo Sơn Trà, thì lại bị săn trộm do những ông lớn làm trong bộ máy nhà nước thao túng bắt bán sang Trung Quốc tiếp. Tuyên cứu giúp động vật thì cản trở không cho, nhưng lại đem bán nước ngoài thì được là sao? Nên các bạn yêu quý động vật, muốn chúng được cứu thì phải ủng hộ Tuyên, đăng ký kênh YouTube của Tuyên thật nhiều thì Tuyên mới có thể chia sẻ nhiều thông tin giải cứu và hướng dẫn chăm sóc động vật cho các bạn nhiều hơn nữa. Chứ các bạn đăng ký ít quá mà Tuyên đăng lên là Tuyên sẽ bị kiếm chuyện. Tuyên báo cho các bạn biết, Tuyên không thể chết nhưng Tuyên sẽ có thể bị hại chết. Tuyên giờ đang rất hy vọng công an Việt Nam sẽ bắt bọn săn trộm bán thú sang nước ngoài triệt để và thông cảm cho việc làm của Tuyên vì tình yêu dành cho tất cả loài vật. Tuyên muốn là cầu nối giúp con người tìm được sự liên kết với các loài vật, nên Tuyên phải chia sẻ với cộng đồng, Tuyên phải thâm nhập vào thực tế, giống như có câu ta không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống, để cho các bạn thấy được rằng giữa con người và loài vật nó có sự liên kết với nhau. Con người phải yêu quý bảo vệ động vật thì thế giới mới không bị tận thế. Quay lại cái vấn đề con vọc này, nó chơi leo trèo nghịch phá không biết làm sao, bị trật khớp chân hay là gãy xương nên cần phải chụp X quang mới biết rõ tình hình, mà bác sĩ không ai chịu giúp, họ lại phân biệt đối xử giữa mạng con người và con vật. Các bác sĩ thú y đó nha các bạn, các bạn thấy bác sĩ làm vậy là đúng hay không? Còn đòi tịch thu con vọc của Tuyên giải cứu nữa. Tuyên bỏ gần 20 triệu đồng Việt Nam là gần 1.000 đô la để cứu nó lúc nó còn đỏ hỏn trên cây, chưa kịp nuôi lớn để thả về rừng mà đòi tịch thu của Tuyên là sao? Trong khi con vọc của Tuyên đang đau đớn thương tật thế này, không cứu mà đòi tịch thu, muốn tịch thu của Tuyên để làm hại nó thì đúng hơn. Sao Tuyên biết chắc rằng quý vị sẽ nuôi nó tốt hơn Tuyên? Quý vị có đọc được suy nghĩ của nó như Tuyên không? Làm sao có thể qua mặt được người cá chứ? Bởi vậy Tuyên rất muốn giúp mọi người hiểu được suy nghĩ của loài vật, để dẹp bỏ được hết tham sân si mù quáng này đi thì thế giới mới có ngày hòa bình, an lạc. Bây giờ là Tuyên không tìm được nơi nào chụp X quang cho bé vọc này hết, mà cái nơi chịu chụp á thì lấy giá tiền gấp 10 lần giá tiền chụp X quang bình thường, là chụp có cái xương vậy thôi mà lấy cả chục triệu, là chỉ chụp xem con vọc có bị gãy xương hay không mà lấy cả chục triệu. Nên hôm nay sẵn Tuyên quay cái clip này cho những cái trạm thú y, cái bệnh viện gì đó không biết đã từ chối cứu con vọc là quốc bảo của Việt Nam này, biết rằng tự tay Tuyên cũng có thể chăm sóc tốt và chữa lành thương tích cho loài vật, không cần phải hỗ trợ cũng được. Rất đơn giản các bạn à, chỗ vết thương của bé vọc bị sưng lên thế này, Tuyên nhờ người nhà có mật gấu thoa đều lên chỗ đó, rồi quấn bông gòn quanh cái chỗ sưng, rồi nẹp cho nó giữ thẳng nhưng không bó sát nha, hạn chế cho con vọc leo trèo nhảy nhót khoảng 3 tuần thôi. Một ngày tháo vết thương ra, ngâm nước muối một lần và cho nó uống thuốc hỗ trợ kèm theo. Thuốc này thì các bạn có thể hỏi bác sĩ thú y, mua cho mấy con khỉ mà bị gãy xương á thì bác sĩ họ sẽ chỉ uống cái thuốc gì, chứ đừng có nói con vọc, họ đòi tịch thu giống như Tuyên nữa đó. Như vậy là xong, phần còn lại là ý trời. Vì những con vật quý hiếm không được luật pháp bảo vệ này, nó cũng như con người cũng có sinh lão bệnh tử, tai nạn vô thường xảy ra thường xuyên. Nếu không có người như Tuyên bất chấp cứu nó thì chắc loài vọc ở Việt Nam cũng không thể sống sót còn bao nhiêu con nữa đâu các bạn ơi.